Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới Xã Hội. Kính thưa quý vị và các bạn, dư luận gần đây đang dành sự quan tâm đặc biệt tới ông tướng Trần Văn Vệ. Dư luận đang rất bức xúc và đặt ra câu hỏi rằng tại sao ông trung tướng, đại tá Trần Văn Vệ lại chưa bị bắt? Vì ông được cho là người đứng sau bảo kê băng nhóm Đường Nhuệ hơn 10 năm nay. Thế lực của ông lớn tới cỡ nào? Và liệu ông đã có ma thuật gì mà tới lúc này ông vẫn có thể ngồi chơi sơi nước? Sau loạt bài điều tra cho tới thời điểm này, Bộ Công an đã vào cuộc, nhưng trong giới hạn của thời gian tầm khoảng một tháng thì cũng khó có thể xác định được một cách minh bạch những sai phạm của đại tá Trần Văn Vệ. Đó là chưa nói tới có dấu hiệu bao che. Chẳng thế mà ông Vệ đã từng tuyên bố hùng hồn với một số người rằng đã dẹp xong rồi, khiến chúng tôi càng hoài nghi và lo ngại. Cho dù thế, mọi động thái nhằm bao biện che đỡ cho những sai phạm của ông Vệ cũng chỉ làm tổn hại đến uy tín thành danh cao đẹp của lực lượng công an. Bởi lẽ, hàng chục vụ việc xảy ra nghiêm trọng có dấu hiệu liên quan đến ông Vệ tại Thái Bình, tặng chẳng những nhân dân biết mà còn có trời có đất biết. Trung tướng Trần Văn Vệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, điều tra Bộ Công an, từng gắn bó rất thân thiết nhiều năm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng có rất nhiều những dây nhựa liên quan đến các nhóm lợi ích. Tuy nhiên, trong những năm qua, nhờ sự bảo kê của Nguyễn Xuân Phúc cho nên Trần Văn Vệ mới bình an vô sự, đảm nhiệm các hàng loạt các chức quan trọng. Từ thời của ông ta, nắm giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, gặp không ít những vấn đề liên quan đến tai tiếng, nhưng cũng nhờ sự ô dù to nên Trần Văn Vệ vẫn tài qua nạn khỏi sau tất cả những gì mà người ta gọi là tên bùi chính trị. Được biết, ông Trần Văn Vệ trong những ngày qua đang làm tâm điểm chú ý của Bộ Công an và Trung ương Đảng. Một số chỉ dấu cho rằng ông sẽ là người tiếp theo sổ khám sau khi có thông tin cho biết nhóm giang hồ xã hội đen do trùm giang hồ Đường Nhuệ đứng đầu đã chính thức xa lưới, và người đứng đầu Công an tỉnh Thái Bình hiện nay đang nỗ lực tìm mọi cách để đưa các nhân vật từng bảo kê và chống lưng cho ông ta phải sổ khám, giống như cái cách mà Đường Nhuệ đang phải đối mặt. Quay trở lại vấn đề thân thế con người của Trần Văn Vệ thì người ta dễ dàng đoán biết được rằng trước cuộc đấu đá nội bộ lần kế tiếp thì các nhân vật tiếp theo sẽ phải sổ khám là điều đương nhiên cần phải trả, nhưng phải trả cái giá cho những gì mà ông ta đã gây ra cho nhân dân. Nhưng đi xa hơn nữa, cần phải yêu cầu làm rõ hàng loạt những dây mơ rễ má với các mối liên hệ của Trần Văn Vệ đối với các quan chức cao cấp trong thời buổi hiện nay. Người đầu tiên chúng ta nhắc đến là ông Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Thủ tướng Chính phủ. Hồi cuối năm 2019, cả nước chấn động trước thông tin cho biết cháu bé ở trường Gateway đã tử vong bất thường và những cuộc đồng chính thức của đường đại học Gateway có liên quan đến các phe cánh chính trị và những vị quan chức quất cấp cao ở trong đó. Trong đó có một số bài nội bộ tung ra cho hay rằng trường Gateway thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Edelfish chính thức đi vào hoạt động ngày 12 tháng 12 năm 2017, đặt trụ sở tại số 34 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, với số vốn đã ban đầu là 20 tỷ đồng, nay là 150 tỷ đồng. Hai cổ đông lớn trong số cổ đông sáng lập là bà Trần Thị Hồng sinh năm 1986, 35,7%, và bà Trần Thị Hồng Hạnh sinh năm 1982, 35,7%. Nguyễn Thị Xuân Trang sinh năm 1986, 14,6%, và Trần Thị Huyền sinh năm 1985, 14,3%. Sau sự việc cháu Long bị mất thì trên trang báo Đợt Từ đã edit bài viết này, không còn tin của Trần Thị Huyền và Nguyễn Thị Xuân Sơn nữa. Theo Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Edelfish mới đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2017, nhưng đã có tới hơn 10 cơ sở để hoạt động. Tại sao lại hoạt động một cách hùng mạnh và nhanh chóng như vậy? Nhìn bề ngoài là làm giáo dục, nhưng thực chất ở đây chủ yếu là các dự án giáo dục thuộc cổ phần quốc tế Edelfish này là lấy đất và đất lịa là chủ yếu. Còn những nhân vật trên là ai? Sao lại có tiềm lực và tiềm lực cơ chế như vậy? Chúng ta điểm sơ qua một chút. Trần Thị Hồng Vân sinh năm 1986 là con gái của Trần Văn Vệ, Trung tướng Phó Thủ tướng Thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Tránh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Ông Nguyên là quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.
Trần Thị Hồng Hạnh sinh năm 1982 và Trần Thị Huyền sinh năm 1985, là con gái của Trần Văn Định, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Ông Bình là anh trai của Trần Văn Vệ. Nguyễn Thị Xuân Trang sinh năm 1986, là con gái của Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy nên, những thông tin trên cũng đủ để cho thấy sự phát triển mạnh, nhanh chóng, bất thường ở công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Edofis, một cách chiếm đất vàng giá rẻ, một cách sự kiện hợp pháp của các đối tượng mafia này cỡ như thế nào. Ma thuật của một đại tá công an, báo Người Cao Tuổi đăng lật bài với tiêu đề Ma thuật của một đại tá công an, phản ánh những cấp tốc của Trần Văn Vệ, cựu giám đốc công an tỉnh Thái Bình và cựu thủ tướng Tổng cục Cảnh sát về Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội Tổng cục 7 Bộ Công an. Mặc dù những sai phạm đã rõ, nhưng ông Trần Văn Vệ không bị bất kỳ hình thức xử lý nào. Ngược lại còn được phong hàm thiếu tướng, lại còn có cơ hội thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình. Như để khẳng định vị thế, ông sẽ dạy đời nhân dân, tiếp tục ngạo mạn thách đối dư luận. Nhiều ý kiến thính giả, đặc biệt là các bậc lão thành, gọi điện trực tiếp từ báo Người Cao Tuổi phản ánh về bày tỏ những chứng kiến của mình về những bất bình, yêu cầu báo tiếp tục làm rõ các phần bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ uy tín của ngành công an cách mạng với trách nhiệm của một tờ báo. Báo Người Cao Tuổi tiếp tục điều tra nhằm làm rõ những ma thuật của tướng Trần Văn Vệ, vốn đã từng được một thế lực vô hình khuất lất, bao che, nên tiếp tục không được xử lý. Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay còn tùy thuộc vào trách nhiệm của Bộ Công an và các cơ quan có thẩm quyền. Lại từ vụ án tranh đất với khách hàng, nguồn cội việc xây dựng các trụ sở tỉnh Thái Bình ở khu vực Bãi Khama, Trần Bàng, huyện Trần Lãm, thành phố Thái Bình, để nâng cơ hội và giá trị bán đất tại khu vực khu đô thị Trần Lãm của em trai ông Trần Văn Vệ và Trần Văn Kỳ, đứng danh là chủ đầu tư. Người dân Thái Bình ai cũng rõ, không biết ở cõi âm đã có phiên tòa nào chưa, còn trên cõi nhân gian đã có một phiên tòa được công khai tại thành phố Thái Bình đưa dự án này đi ra xét xử về hành vi bội ước, lạm dụng những hình ảnh, quyền lực của mình, xâm hại quyền lợi chính đáng của công dân. Từ đó những khuất tất của anh em ông Trần Văn Vệ tiếp tục hé lộ. Trá hình trên lô bán cắt nền đất kiếm lời, những đồng tiền bất chính. Trường hợp của những gia đình của ông Nguyễn Xuân Nghị và bà Phạm Bích Đào trú tại 202 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình là một trong những nạn nhân bị lừa gạt trong quá trình giao dịch mua bán nhà ở tại khu đô thị Trần Lãm. Theo ông bà, việc khởi kiện ra tòa mới chỉ phản ánh một nửa sự thật về những hành vi thô bạo, dạo trá của anh em ông Vệ Kỳ. Trong thực tế, khu đô thị Trần Lãm này chính thức là của ông Trần Văn Vệ dưới vỏ bọc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội, mà em trai ông là Trần Văn Kỳ, người trực tiếp quản lý điều hành. Khi hỏi bất kỳ người dân nào ở thành phố Thái Bình về khu đô thị này, thì đều được trả lời là dưới sự ảnh hưởng của ông Vệ. Với ảnh hưởng quyền lực của mình, có sức mạnh của đồng tiền, anh em ông Vệ từng làm được những chuyện tày trời, không ai có thể làm được, là giữ được nguyên giá đất của mình, giá đất trị sao trị giá 400 triệu đồng trên 1 mét vuông, mà tại thời điểm đó Hội đồng Nhân dân tỉnh phê chuẩn lên đến mức giá 850 triệu đồng trên 1 mét vuông đất cho các khu đô thị. Năm 2004 thành lập công ty Hatico, ông Trần Văn Kỳ là cổ đông sáng lập khi đó. Ông đang trưởng quản phòng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam chưa cổ phần hóa, mà đến tháng 9 năm 2009, vì hành vi thuê nhà báo viết bài vu khống, làm đơn thư mạo danh, nạc xanh nhắn tin khủng bố Tổng Giám đốc Ngân hàng Cổ phần Công thương Việt Nam, ông Trần Văn Kỳ bị cơ quan phát hiện làm sao phải khởi tố, nhưng nhờ ông anh là ông Trần Văn Vệ can thiệp kịp thời, nên ông Kỳ đã thoát nạn. Sau đó, ông Trần Văn Kỳ cùng 5-6 con em của gia đình ông Vệ đều bị đuổi khỏi Vietinbank. Đến lúc này, ông Kỳ mới công khai đứng tên đại diện pháp luật của công ty Hatico. Sự ẩn khuất kỳ diệu đó khó có thể có một cơ quan chức năng nào phát hiện ngay được. Nhưng việc làm mờ ám của anh em ông Vệ thì ai cũng biết. Người dân biết tri thức thì là những người dân thấp cổ bé họng. Chẳng kêu thấu được trời, đó là lời kêu than của các khách hàng khi tìm gặp trình bày với phóng viên báo Người Cao Tuổi.
Có thể thấy được rằng, ở một xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam, những người có ô dù đang bảo kê cho những đường dây băng nhóm xã hội đen. Họ tìm cách rửa tiền, hay tìm cách bao che lẫn nhau, nuôi nhau cùng phát triển. Chỉ tội cho những người dân thấp cổ bé họng, họ không có những tiếng nói khi mà họ là những dân oan, bị cướp trắng trợn những đất đai của họ. Người dân Thái Bình đang rất mong chờ ngày mà Trung tướng Trần Văn Vệ bị bắt vì những sai phạm và uất ức ông gây ra cho người dân Thái Bình. Và thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin kế tiếp của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.